Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Và chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giới thiệu sản phẩm. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bộ combo nghe nhạc HD24. Đây là một dàn combo mà khá là phổ biến vì nó có mức giá thành phải chăng cũng như là chất âm cho ra rất là hoàn hảo. Và ngay trước mặt các bạn đây là bộ combo của chúng ta ngày hôm nay. Thì bộ combo này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thương hiệu đó là Denon và Yamo. Một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Amri đó chính là Denon, có tuổi đời khá là lâu, khoảng trên 100 năm. Và để đi sâu và chi tiết hơn về bộ sản phẩm ngày hôm nay thì xin mời quý vị các bạn cùng tôi hãy tiến lại gần hơn, chúng ta hãy tìm hiểu về bộ sản phẩm này nhé. Và trước mặt các bạn đây là bộ combo HD24. Thì đầu tiên đó là về chiếc âm ly Denon. Thương hiệu Denon thì các bạn cũng đã biết rồi, nó đã trải qua khá một khoảng thời gian rất là dài hình thành và phát triển, cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn được rất nhiều người ưng ý và lựa chọn. Quay trở lại với chiếc âm ly của chúng ta thì chiếc âm ly này có số hiệu là BMA800NE. Đây là một trong những mẫu âm ly hai kênh thế hệ mới của Denon. Phía trước các bạn có thể thấy là hãng đã thiết kế nút âm lượng khá là lớn được đặt ở chính giữa chiếc âm ly, tạo một điểm nhấn vô cùng hoàn hảo. Bên đây là phần mặt âm sắc để cần chỉnh bass chép pha lăng. Phía bên tay phải là nút chọn nguồn vào. Thì bên trong của chiếc âm ly này được tích hợp một mạch giải mã DAC 24 bit với công suất là 85W cho mỗi kênh, ở trữ kháng là 4 ohm. Thì nhìn tổng thể thì các bạn cũng có thể thấy đó là Denon vẫn trang bị cho chiếc âm ly của mình một màu sắc là màu đen. Phía trước phay xước tạo một điểm nhấn. Tiếp theo đó là đôi loa Yamo. Đây là đôi loa Yamo có số hiệu là C9525 mã. Đây là một dòng loa được nâng cấp từ dòng loa C95. Về phần thiết kế thì Yamo vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của mình, đó là việc phát công hai bên và phần trước sơn một lớp sơn đen để tạo điểm nhấn cho ba củ loa cũng như là thương hiệu Yamo ở phía dưới. Về phần thùng loa thì thùng loa này sẽ được làm từ một chất liệu gỗ cao cấp, bên trong có lưới tản nhiệt giúp cho việc hoạt động liên tục của chiếc loa không bị ảnh hưởng đến chất âm. Về công suất của chiếc loa này là 330W, ở trở kháng là 6 ohm, đó là công suất tối đa. Phần chép, phần loa chép và phần loa bass này sẽ lần lượt có kích thước là 2.5cm cùng loa bass là 15.2cm, ở trở kháng là 6 ohm giúp cho việc kết nối ghép nối giữa các âm ly nó sẽ trở nên dễ dàng nhất. Và để không mất thời gian cũng như là sự đề loại của quý vị thì ngay bây giờ tôi sẽ mở một ca khúc để các bạn cùng tận hưởng âm thanh của bộ dàn HD24 này đem lại sẽ như thế nào nhé. Thì nguồn nhạc tôi sẽ phát qua chiếc đầu giải mã Denon Heo HS2 thông qua phần mềm Heo App. Được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biển thì góp liễu mong manh làm sao bước sông hành anh chỉ
tỏ lỗi bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai gợi thu đời người con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống dím ngậm ngùi hạt rơi lúng hoa ai chẳng mong gặp bên trong cõi hồn duyên mà đời anh đây đó vui vương gặp em anh đã thương càng thương đôi môi này sông thương kia mắt rào rạc sông tuổi ngọc xuân vương nếp ngả quân trắng tròn tình em cao vút trường sơn gặp em cho anh bồng tâm cho anh cháy ngọn hồn tâm còn gì cho nữa tiếng dù trẻ thơ của bầu vàng HD 24 ngày hôm nay. Thì khi được ghép nối với âm ly đề nông thì Dolo Yamo cho ra một chất bass rất là chắc và sâu, cùng với đó là tiếng chép sáng và sạch hơn. Để trải nghiệm âm thanh trực tiếp thì các bạn có thể đến hệ thống showroom của chúng tôi hoặc vào trang web hdradio.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Và đừng quên để lại một nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.